Thì đây hiện tại trên tay đang cầm một chiếc iPhone 12 Pro Max khách gửi về đến đời Cái máy này ngày trước thì khách không phải mua bên em Cái này chắc ngày trước khách mua nó là hàng new chưa kích hoạt Tại vì nó là hàng 1978 Những cái số máy bắt đầu lại là chữ số 5 Những cái máy như thế này nó là hàng 1978 chưa active Active lên là mặc định nó sẽ hết bảo hành đây Hàng 1978 này Bên em thì có cái chính sách hỗ trợ khách lên đời từ xa Có nghĩa là khách hàng có thể mua máy trước và gửi máy cũ về sau vì sao? Tại vì có khách hàng người ta không có máy để dùng thì mua máy trước làm gì để lấy máy cũ backup dữ liệu sang máy mới sau đó reset dữ liệu máy cũ gửi cái máy cũ đấy về cho bên em có thể nhờ biêu tá thu hộ tiền hoặc là có thể để số tài khoản ở trong hộp hàng bên em nhận hàng kiểm tra xong banh tiền trực tiếp vào số tài khoản của khách thoải mái tất cả mọi sản phẩm chỉ cần nó là hàng zin nguyên bản đẹp như những sản phẩm mà bên em bán ra bên em sẽ nhập lại bằng giá niêm yết ở trên web Trừ đi 500 nghìn Bất kể cây máy đấy khách mua ở đâu Khách mua ở em cũng trừ 500 nghìn Khách mua ở chỗ khác cũng trừ 500 nghìn Các bác có thể lựa chọn những cái cửa hàng nào Người ta bán giá rẻ, bán giá tốt Các bác mua, sau này lên đời Các bác mang qua em, đổi ra một con máy khác Lấy tiền tranh lệch hai cây máy trừ cho nhau Cộng 500 nghìn Nếu hai cây máy bằng tiền nhau Các bác không phải trả thêm bất cứ một xu nào cả Chỉ trả thêm đúng 500 nghìn thôi Ví dụ như bác lấy một con iPhone XS Max đổi sang con iPhone XS Max, bác chỉ cần trả đúng 500 000 không phải trả bất kể một xu nào cả, trừ khi cây máy của các bác pin nó bị chai. Nếu pin nó chai thì em sẽ thu thêm tiền của pin, bình thường nó là 300 000 Đấy, thế thôi. Còn bình thường bác đổi một con máy pin 85 sang một con máy pin 86 chỉ mất 500, kể cả cây máy đấy bác không mua bên em. Vì sao hôm nay mình làm cái video này? Video này đấy để cho các bác hiểu một vấn đề đấy là khi các bác lên đời thì sản phẩm em bán cho bác Cũng tính theo giá niêm yết ở trên web Sản phẩm bác bán cho em Cũng tính theo giá niêm yết ở trên web Và lấy hai sản phẩm trừ cho nhau Đấy là cái khoản tranh lệch các bác cần phải trả Nếu hai sản phẩm bằng giá Các bác chỉ phải trả 500 nghìn nếu sản phẩm của bên em cao hơn sản phẩm của các bác Thì các bác phải trả cái khoản tranh lệch của sản phẩm đấy cộng thêm 500 nghìn Nếu sản phẩm của các bác cao hơn sản phẩm của bên em Thì em sẽ trả lại các bác cái khoản tranh lệch của hai sản phẩm Và trừ đi 500 nghìn và em xin nhắc các bác một điều nữa đấy là cái phí ship khi bác gửi cái máy đấy về cho bên em đấy Các bác phải chịu Tại vì cây máy em gửi cho các bác em đã chịu phí ship rồi Em được có 500 nghìn mà em phải chịu phí ship này Em phải bảo hành cho các bác một tháng lỗi trả lại đủ 100 trăm tiền này Em phải dán cường lực ốp silicon cho các bác Tính ra đấy em được có hơn 200 nghìn một cây máy nhưng có rất nhiều bác đấy là chưa ngồi nghĩ kỹ Mà đã comment theo kiểu đấy là Tao không tin mày được 200 nghìn Thế bây giờ bác cứ lấy ví dụ này nha Bác mua con iPhone XS Max màu vàng ở chỗ khác Bác mang qua cho em Bác đổi sang một con iPhone em Bác có màu vàng Hai con máy chất lượng nó như nhau Hình thức nó như nhau Thì hiển nhiên em chỉ được có 500 nghìn đúng không Em mất tiền phí ship chiều đi này Em mất tiền cường lực ốp silicon này Em mất tiền chi trả cho nhân viên mặt bằng này Tất cả mọi thứ này Thì em tính nó rẻ thôi chỉ tính nó 250.000 thôi Thế vậy cái gói bảo hành một tháng Lỗi trả lại đủ 100, tiền của em Em được có 250.000 Các bạn hình dung không? Em được đúng 250.000 Chẳng được thêm một đồng nào cả Thế nên là khi lên đời máy, cái máy đấy bác có mua bên em hay không mua bên em. Thì khi lên đời đấy, máy em bán cho bác phải tính theo giá niêm yết ở trên web. Máy bác bán cho em tính theo giá niêm yết ở trên web. Chứ nhiều khi bên em có event giảm giá, ví dụ như máy nó về nhiều em giảm giá này. Mua được lô giá rẻ một chút em giảm giá này. Rồi là hàng tồn kho nhiều em giảm giá, em phải cắt bớt cái lợi nhuận của em đi để em giảm giá. Đấy là điều hiển nhiên. Thế nên là khi lên đời sẽ không áp dụng giá event hay là giá giảm giá mà chỉ áp dụng giá niêm yết ở trên web. Các bác không thể mua hàng theo giá Evan rồi lại mang cái máy khác bán lại cho em và bắt em nhập theo giá niêm yết ở trên web được. Điều đấy là bất công bằng đối với em mà trong khi lãi suất của bọn em là không đáng. Thế bây giờ em chỉ lấy ví dụ đơn giản như này cho các bác dễ hiểu này. Một cây iPhone XS Max em bán giá là 8 triệu. Em giảm Evan giá 500 nghìn là còn 7 triệu rưỡi. Thì các bác mua cây máy đấy giá là 7 triệu rưỡi. Bác mua xong bác lấy cây iPhone XS Max của các bác. Các bác gửi về các bác bắt em nhập giá là 8 triệu 8 triệu trừ phí lên đời là 7 triệu rưỡi Thế này em nhập bằng giá cây iPhone em bán ra Trong khi em mất tiền phí ship gửi cây máy đấy cho các bác Em mất tiền dán cường lực ốp silicon Em lại mất thêm cả bảo hành một tháng Lỗi trả lại đủ 100 trăm tiền Trong khi các bác chẳng phải bảo hành cho em một ngày nào cả Thế làm như thế thì em mua lỗ vào thân à Thế nên là khi lên đời Bắt buộc phải lấy giá liêm yết ở trên web Lấy giá liêm yết ở trên web Của cả hai sản phẩm của cả hai sản phẩm chứ không có tính even không có tính giảm giá và tiện đây em cũng nhắc thêm một lần nữa đấy là tất cả mọi máy thanh lý thì em vẫn hỗ trợ bảo hành vẫn hỗ trợ sau này các bác lên đời như bình thường nhưng riêng máy thanh lý khi bán ấy, thì các bác không được lấy máy khác lên đời máy thanh lý nhá nhiều bác bảo đến là ô sao bán lại không cho lên đời bởi vì nó là hàng thanh lý em không muốn cái vòng lặp của nó quá nhiều em không muốn cái điều đấy nói thẳng ra em không muốn em không muốn cái vòng lặp của nó quá nhiều đây là chính sách các bác thắc mắc có thể lên phường Chứ em không giải quyết những cái đấy Em không hỗ trợ đấy là lấy máy khác lên đời hàng thanh lý Và lên đời thì vui lòng tính theo giá web giúp em Thế nhá